Thật tiếc khi phải chia tay bạn Huy, bạn ra về phần thưởng 2 triệu đồng. Ngay sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ người chơi tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, bạn Đặng Thị Huyền Trang đến từ Sơn La. Xin mời bạn. Chào anh Dũng ạ. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Huyền Trang, năm nay 22 tuổi, đến từ Sơn La và hiện tại thì tôi đang làm giáo viên tại Hà Nội. Rất vui cho tôi khi hôm nay được trở thành người chơi chính của chương trình Ai Là Triệu Phú và rất mong nhận được sự cổ vũ của quý vị khán giả. Vâng ạ, chúng ta dành cho bạn một tràng pháo tay. Bạn đang giảng dạy ở Hà Nội, tức là bạn là một cô giáo. Dạ vâng ạ. Vâng, bạn dạy môn gì ạ? Dạ em dạy tiếng Trung Quốc ạ. Dạy tiếng Trung. Vâng dạ. Ạ. Xin mời bạn lên gần nóng, chúng ta sẽ giao lưu tiếp với bạn. Vâng, bạn dạy cho lứa tuổi nào ạ? Em dạy cho đủ các lứa tuổi từ trẻ nhỏ cho đến người đi làm ạ. Vâng. Dạ. Như vậy là công việc của bạn được gặp gỡ khá nhiều người, khá nhiều lứa tuổi. Dạ. Vâng, có những khó khăn nào trong nghề bạn có thể chia sẻ được không? Ví dụ như là có những người mà người ta đi làm rồi thì rất là khó có thể là tập trung cho cái việc học của mình. Thế cho nên là đôi khi em cũng mất khá là nhiều thời gian để có thể là kèm cặp và giúp đỡ họ trong quá trình học tập ạ. Dạ vâng, đấy là trường hợp của tôi đấy. Dạ vâng. Cô giáo tiếng Anh của tôi dỗi không dạy nữa rồi. Dạ. Vâng, tại vì tôi trốn nhiều quá. Dạ. Hôm nay bạn đến chơi với chương trình cùng với ai? Hôm nay em đến chơi với chương trình cùng với anh họ của em là anh Nguyễn Khương Duy ạ. Vâng ạ, xin chào bạn Duy. Xin chào các vị khán giả. Tôi là Nguyễn Khương Duy, năm nay 27 tuổi, đến từ Sơn La. Hiện tại thì tôi đang là kỹ sư cơ khí tại Hà Nội. Ngoài về cơ khí ra thì bạn có quan tâm có lĩnh vực nào khác nữa không? Ngoài cơ khí thì em quan tâm đến những lĩnh vực về khoa học và khoa học này, thể thao có không ạ? Thể thao thì em hơi ít ạ. Vâng, tôi nghĩ việc đầu tiên là tí nữa lát nữa khi mà người chơi của chúng tôi chơi thế này, bạn ở trên khán đài là phải lấy lại tinh thần để bình tĩnh lại một chút. Sau đó là chờ đến lúc nào mà em gái của mình nhờ đến sự trợ giúp thì xin mời anh họ xuống đây để trợ giúp cho bạn ấy. Ok không ạ? Dạ dạ. Vâng ạ, xin cảm ơn bạn Duy. Bạn Trang thân mến, sau đây mình sẽ thông qua bạn luật chơi của chương trình. Chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng, đó là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến bạn Duy trên khán đài. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp nữa, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta có sự trợ giúp của hai nhà thông thái là nhà báo Vũ Quỳnh Hương và siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái ạ. Xin chào anh Dũng. Xin chào người chơi và xin chào các khán giả trường quay. Vâng ạ, hai nhà thông thái có ai có nhu cầu học tiếng Trung Quốc không ạ? Chúng ta đang có một cô giáo dạy tiếng Trung ở trên ghế của người chơi lần này ạ. Vâng. Chắc hẳn là một lợi thế rất lớn cho một người chơi trong chương trình Ai Là Triệu Phú, bởi vì là tôi vẫn nghĩ rằng là ngôn ngữ là cái vỏ của tư duy và việc bạn biết một cái ngoại ngữ thật sự là sâu sắc và thành thạo thì nó cũng sẽ đi kèm với việc là bạn sẽ có rất nhiều các kiến thức về cái nền văn hóa đó. Vâng ạ, còn bạn Hoàng thì sao? Tiếng Trung Quốc thì em chưa được học nhưng mà em thì rất là thích nhạc Trung. Nhưng mà chính là vì là chưa học tiếng Trung thành ra là cái lúc mà nghe hát thì cũng chỉ dám nghe thôi chứ không dám hát theo, tại vì nghe không hiểu gì à, hay là chỉ không hiểu gì nghe với giai cả điệu. Là tức là đọc cái nghĩa bài hát thì hứa hiểu, chứ còn bảo là hát theo thì cũng hơi khó. Vâng. Thành ra là cũng muốn học đấy, nhưng mà hình như là tiếng Trung là một trong những thứ tiếng khó học nhất thế giới thì phải. Vâng, rất may là chúng ta có một cô giáo ở đây, nên là tùy vào cái sự trợ giúp của hai nhà thông thái thì chúng ta có thể bàn bạc tiếp về vấn đề các khóa học tiếp theo. Vâng ạ, xin cảm ơn nhà thông thái ạ. Chúc may mắn. Mọi thứ đã sẵn sàng. Dạ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Ngày cá tháng 4 còn được gọi là ngày gì? Ngày sự thật, ngày vui vẻ, ngày nói dối hay là ngày hạnh phúc? Xin mời bạn. C là đáp án cuối cùng của em, ngày nói dối ạ. C, ngày nói dối, hoàn toàn chính xác. Thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 2. Biển hiệu tiếng Anh ghi chữ No Smoking có nghĩa là gì? Cấm xả rác, cấm bấm còi, cấm đỗ xe hay là cấm hút thuốc? Xin mời bạn. Tuy là một giáo viên dạy tiếng Trung nhưng mà tiếng Anh thì em cũng biết một chút và đủ để dùng cho câu hỏi này. Đáp án của em là D ạ, cấm hút thuốc ạ. D là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 3. Trong chuyện cổ tích cây tre trăm đốt, khi hô nhiều lần từ gì thì các đốt tre sẽ dính lại với nhau thành một cây tre đủ 100 đốt. Khắc chế,
khắc khoải, khắc nhập hay là khắc khẩu? Xin mời bạn. C là đáp án cuối cùng của em, khắc nhập ạ. Khắc nhập, vâng, anh Khoai sẽ hô là khắc nhập, khắc nhập. Hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 4. Loài vật nào được nhắc đến trong câu 3 chấm xe cát biển Đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì? Sao biển, dã tràng, tôm hùm hay là hà mã? Xin mời bạn. Dã tràng, xe cát biển Đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. B là đáp án cuối cùng của em ạ. Vâng, bạn đọc luôn được cả câu rồi, hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Xin mời câu hỏi số 5. Nước nào sau đây không sử dụng đồng euro là đơn vị tiền tệ chính thức của quốc gia? Anh, Pháp, Đức hay là Bỉ? Xin mời bạn. Đáp án cuối cùng của em là A, bởi vì em nghĩ là Anh thì có đồng bảng Anh. Vâng, không dùng. Phương án A hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng bạn. Vâng, rất nhanh, chúng ta đã vượt qua 5 câu đầu tiên. Bạn có một phong thái rất là tự tin, có phải là vì bạn làm giáo viên rồi nên bạn cũng không sợ ngồi trước đông người và nói chuyện trước đông người đúng không ạ? Cũng là một phần, bên cạnh là làm giáo viên nữa thì em cũng đang đảm nhận một vai trò là làm MC biên tập viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội nữa. Cho nên là có thể là trong quá trình rèn luyện thì cũng đã quen với máy quay một thời gian ạ. Đấy, quá quen không khí trường quay rồi đúng không ạ? Biết là máy nào đang bắt hình để có thể nhìn thảo nào bạn ấy phong thái tự tin từ đầu đến cuối. Và tôi nghĩ là chúng ta giữ được cái phong thái đấy là chắc chắn sẽ thi đấu nó sẽ tốt.